Lúc đầu thì em cũng sợ là kiểu cũng băn khoăn là không biết liệu cái ngành này nó có hợp với em không, tại vì em vốn dĩ là một người cũng rất là hay ngại đám đông ấy. Em nghĩ cái tình yêu mà giữa bố mẹ em đã được bắt đầu qua nghệ thuật ấy, qua âm nhạc ấy, em nghĩ nó là một cái tình yêu rất là đặc biệt. Em cũng mong muốn được có một ngày nào đó. Xin chào tất cả mọi người, mình là Dustin Phúc Nguyễn và hôm nay sẽ là tập đầu tiên mà Dustin tham gia podcast 11 Station với tư cách là một host. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta tập đầu tiên là một trong những khách mời mà Dustin rất mong muốn được trò chuyện từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa có dịp. Lần này có dịp thì cô bé lại đang ở tận Los Angeles và chúng ta phải ngồi trò chuyện cùng với nhau qua màn hình video call, đó chính là Mỹ Anh. Hello mọi người ạ. Mỹ Anh ơi, bên đó bây giờ là mấy giờ rồi em? Bên này đang là 7 giờ tối. Em đang ở nhà của chị gái em mà mọi người vẫn đang đi làm cả ngày hôm nay rồi, thì em đang cũng cô đơn nên rất là vui vì đã có cơ hội được ngồi trò chuyện với anh Dustin. Em cũng có theo dõi anh từ lâu rồi và hôm nay mới có dịp trò chuyện. Em rất là hào hức. Anh cũng vậy. Em khi mà em nghe nói 11 Station thì em nghĩ tới điều gì? Thực ra số 11 với cả số 1 nói chung là nó cũng đặc biệt đối với em, tại vì em sinh ngày 11 tháng 1 ấy. Cũng rất là trùng hợp. Thiệt luôn. Rất là vui. Vâng, thật ạ. Nói theo thần số học thì là 11 tháng 1 là thấy có 3 con số 1 ốc đảo cô đơn. Oh no, không cô đơn làm gì. Em có, anh hay đùa những cái câu đùa rất là thần số học, rất là vui gì thế thôi. Em có xem thần số học không? Thực ra em cũng không biết là em có tin vào thần số học hay không, nhưng mà mọi người xung quanh em tin rất là nhiều. Và cũng có mấy lần kiểu cũng gặp cái số 111 rất là nhiều. Ngay cả lúc mà em ngồi làm bài Real Love với anh Khắc Hưng ấy, là số 111 cũng có hiện lên. Thì okay, đấy là anh Hưng nhìn thấy, em cũng không biết. Dustin nghĩ là chúng ta ai cũng vậy, có những cái khoảnh khắc mà chúng ta nhìn thấy bất chợt gặp số 11 ở trên cái đồng hồ, trên màn hình điện thoại. Cái phản ứng đầu tiên là mình sẽ chụp lại màn hình, đúng không? Sau một ngày mệt nhoài, hãy cùng nán lại với Dustin và 11 Station để chúng ta có thể tìm thấy cái tín hiệu đặc biệt nào đó gửi từ vũ trụ đến cho những cái mối bận tâm của mình. Nghe vậy thôi, nhưng mà Dustin nghĩ là đây sẽ là một cái hành trình âm nhạc mà nó mở ra cho bản thân Dustin và khán giả rất là nhiều những cái hiểu biết về những nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ mới, một thế hệ rất là tài năng. Và hôm nay thì chúng ta đang trò chuyện với Mỹ Anh. Mỹ Anh vừa rồi cũng đã có một cái phần trình diễn ở trong chương trình Head in the Clouds ở của ATA Rising ở Los Angeles, đúng không? Đúng rồi ạ. Lúc mà mình đến cái sân khấu đó, Dustin thấy Mỹ Anh rất là háo hức chụp hình với những cái cửa mà có dán tên của mình. Cái lúc đó cảm giác của bạn khi mà gặp quá nhiều nghệ sĩ quốc tế như vậy như thế nào? Thực ra đến giờ phút này cũng phải được gần 3 tuần rồi em, từ kể từ hôm diễn, thì thực ra cảm giác nó vẫn, em vẫn chưa tin là nó đã xảy ra. Và lúc đứng trên sân khấu nó cũng cảm giác nó không chưa thật ấy. Và chưa thật, tại vì đây toàn là những người mà em đã theo dõi từ rất là lâu qua một cái màn hình thôi. Và nhất là chị Nikki là một chị mà đã truyền rất là nhiều cảm hứng với em. Và nếu mà mọi người có theo dõi mấy cái Instagram post hồi xưa của em ấy, thì hầu như là bài nào em cover cũng là bài của chị ý. Nên là cái hôm đấy được, cái khoảnh khắc khi mà được gặp chị Nikki thực sự là nó như mơ. Bởi vì
Kiểu theo dõi từ rất là lâu rồi, sau tự nhiên mình gặp họ ở ngoài đời và họ rất là dễ thương và họ rất là hiền. Em thực sự rất là hạnh phúc khi đã có cơ hội được tham gia Head in the Clouds. Cái hôm đấy thực ra là cái livestream ấy là nó delay khoảng 30 phút, tức là em diễn xong rồi thì em bắt đầu ngồi em xem cái livestream của em ấy. Thì lúc đấy mẹ em gọi rồi em không không nói được câu nào luôn, em cứ I'm so proud of you kiểu em ngồi gọi mẹ em và vừa xem livestream, cảm giác nó rất là xúc động ấy, tại em chưa bao giờ thấy mẹ em khóc như thế. Mẹ nào cũng thế. Đúng là không, mình không nói là bởi vì Mỹ Linh hay là ai là một người ca sĩ nổi tiếng, mà là một người mẹ, mẹ sẽ vào comment từng cái post rồi sẽ vào chỉnh sửa con gái ngay trên public. Điều đó có làm cho em cảm thấy là ngại ngùng không? Em nhiều lúc mẹ em cũng kiểu chọn những cái ảnh mà em không được xinh lắm để up lên Facebook các thứ, rồi em sẽ hơi ngại nhưng mà dần dần em cũng thấy nó là một cái hành động rất là cute của mẹ em. Bây giờ mới nhận ra là những cái bài post như vậy mà mẹ em trước đây lúc nào cũng post ấy, thì bây giờ mình mới kiểu quý giá nó hơn. Tại vì hồi xưa em bé thì em thấy những cái post đấy em rất là ngại, em còn bắt mẹ em xóa mấy lần. Bây giờ thì đó là một trong những cái động lực để mà em sẽ có thể được tiếp tiếp lửa trong con đường ca hát của em á, không phải ai cũng được như vậy. Và trở lại với lại Eleven Station hôm nay, chương trình của chúng ta sẽ có phần mailbox, đó là một cái hòm thư mà khán giả, thính giả, mọi người khi mà xem sẽ gửi về những câu chuyện của họ hay là những câu hỏi dành cho khách mời ngày hôm nay. Anh xin phép đọc, Đức Sinh xin phép đọc cái phần chia sẻ trong mailbox của Minh Thư. À, câu chuyện mà em muốn chia sẻ nhất là về đứa em 4 tuổi rưỡi của em. Lúc đó là chương trình The Heroes, em có bật lên bài Real Love của chị. Ai mà dè đâu, em mê luôn bài đó. Ngày nào cũng bật lên một mình, xong rồi còn hát theo với lại đàn giống chị nữa. Em kêu em bật bài khác đi, là nhất quyết không chịu đâu. Bởi vậy nhạc chị, con nít 4 tuổi còn mê, nói chi em. Chị hãy tiếp tục con đường âm nhạc của mình nhé. Em và em của em sẽ luôn ủng hộ chị. Lời đầu tiên thì Mỹ Anh muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Thư vì đã nói gì bây giờ ta? Cảm ơn bạn Minh Thư. Mình cảm thấy rất là xúc động và mình cũng đã nhìn thấy rất là nhiều những cái video của các bạn bé bé có 4 5 tuổi gì đó thôi, kiểu ngồi nghe bài Real Love xong rồi đánh ukulele. Em nghĩ đấy cũng là một trong những lý do vì sao em muốn làm nhạc ấy, vì được thấy những cái khoảnh khắc như thế nó rất là xúc động. Cho Dustin hỏi nha, tức là Mỹ Anh cũng đã có một vài ca khúc riêng của mình sáng tác, phối khí trước đó. Thế nhưng tại sao lại bạn lại quyết định lựa chọn ca khúc của một nghệ sĩ khác là Real Love ở trong đêm thi tại The Heroes ngày hôm đó? Đấy là một vòng, cái vòng thứ tư của The Heroes là vòng kết hợp, được phép kết hợp với cả master của mình. Thì hôm đấy là em cũng có ngồi bàn với cả anh Khắc Hưng là nên chọn bài gì để nó hợp kiểu diễn song ca ấy. Thì nghĩ một hồi thì anh Khắc Hưng, thực ra là anh Khắc Hưng đã chọn bài Real Love, thì em cũng thấy nó là một một bài rất là hợp lý và nó là một bài rất là hay, và em cũng rất là ngưỡng mộ chị Kimis và anh Justity, nên là được có cơ hội được diễn cùng với cả anh Khắc Hưng bài đấy, nó vẫn là một trong những cái màn trình diễn đáng nhớ nhất của em, vì em được đánh bass rồi anh Hưng thì đánh keyboard em nghĩ là rất là cool. Em Em đã hơi dám xem lại ngại toàn bộ phần trình diễn của mình chưa? em không bao giờ xem lại gì hết đó, tại vì em sợ, em rất là ngại. Chắc là phải sau vài tháng em mới dám xem lại. Em ra bài hát em còn không nghe lại cơ.
Thiệt luôn hả? Vâng, em ra bài Yên là hay là bài Pillars là em, tại vì mình ngồi nghe rồi mình làm rồi mình kiểu sửa từng tí một trong một khoảng thời gian rất là dài, và đến cái lúc mà em đã ra mắt bài đấy thì em kiểu ghét mấy cái bài đấy lắm rồi, không nghe được nữa. Thế là mọi người share các bài là em toàn để mute thôi, em cũng không nghe nhiều. Có bài hát nào mà viết về love của Mỹ Anh chưa? Bài bài Got You thực ra thì em thấy tình yêu kiểu hơi con nít ấy. Vâng, còn Yên cũng kiểu dạng về bản thân. Vâng. Còn tình yêu thì chắc tình là yêu, chưa có bài nào ra mắt. Vậy mà dám hát Real Love cover, lúc mà cover thì em nghĩ đến Real Love là gì? Một nơi mà mình có thể kiểu cảm thấy rất là an toàn, và mình có thể cảm thấy như mình là chính bản thân mình, và cũng đồng thời là lớn lên cùng nhau rồi ủng hộ nhau những cái dự án và mục tiêu của mình. Và em nghĩ thực ra nó rất là đơn giản ấy. À, tức là mọi người cứ make it complicated, nhưng mà thôi mọi người hãy enjoy cái moment này đi, đúng không? Thực ra là không có gì phức tạp cả. Nếu mà nghe tình yêu như vậy thì cũng khá là độc lập, khá là trưởng thành đó. Trong cái set 5 bài mà em diễn ở Head and Class là cũng có một bài mà em sắp ra mắt cũng về tình yêu. Vâng, em sẽ ra mắt bài đấy trong album đầu tiên, album đầu tay năm vào năm sau. Yeah, mọi người hãy đón chờ nhé. Mọi người nãy giờ đã nghe được cái chia sẻ của Mỹ Anh về Real Love rồi. Và trước khi đến với những cái câu hỏi, những cái tâm sự tiếp theo, thì xin mời mọi người, những quý khán thính giả hãy cùng thưởng thức một ca khúc về tình yêu cực kỳ trẻ trung và cực kỳ tươi mới đến từ hoàng tử nhạc pop Justin Bieber, ca khúc Peaches. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Rồi, chúng ta sẽ đến với mailbox number 2, mailbox thứ 2. Mọi người hãy cùng lắng nghe với Dustin nha. Em và người yêu cũ đã kết thúc mối tình kéo dài 4 năm. Lý do chia tay là vì anh ấy đi du học và tụi em không vượt qua được khi yêu xa. Hiện giờ em cũng đang mở lòng với người mới. Ảnh rất thương, chăm sóc và lo lắng cho em mọi thứ. Em cũng nghĩ sẽ có mối tình lâu dài với ảnh. Nhưng ngay lúc này thì người yêu cũ của em về nước và bảo còn tình cảm với em. Em đang rất bối rối và không biết phải giải quyết như thế nào cho phải. Người yêu hiện tại rất tốt với em, nhưng thật sự em thì vẫn còn chút tình cảm với người yêu cũ. Wow, nghe có vẻ như là bạn ấy đã trải qua một cái dilemma, có nghĩa là một cái bước tiến thoái lưỡng nan, gặp người mới nhưng vẫn còn nghĩ về người cũ. Em đã từng trải qua chưa? Rồi. Ngay lúc này luôn. Oh really? Ngay lúc này luôn. Thực ra không có người nào mới, nhưng mà kiểu ý là cũng được kiểu một khoảng thời gian lâu lâu rồi, nhưng mà mình vẫn nhiều lúc vẫn suy nghĩ về họ ấy. Nhưng mà cũng không hẳn là còn tình cảm. Thì em nghĩ là đấy là một cái mà mình cần phải nhìn ra được ấy, và nó có sự khác biệt giữa kiểu vẫn yêu hoặc là mình chỉ nhớ cái cảm giác ở bên cạnh họ thôi. Thì cho anh hỏi nha, có khi nào mà ngại quá ngại quá hả? Không có gì phải ngại. Ai cũng đã từng là một cô nàng, một còn chàng trai đổ vỡ vì tình yêu, yêu lại ngại ngùng. Em cũng vậy đúng không? Vâng, kiểu nhiều lúc mà mình đã quên được họ rồi, nhưng mà nhiều lúc em kiểu bí ý tưởng quá. Thế là em lại cố kiểu quay lại những cái cảm xúc hồi xưa, kiểu hồi vẫn còn buồn ấy. Kiểu mặc dù đã kiểu
Ok rồi, đã ổn hơn rồi, nhưng mà mình cần viết bài hát mới quá. Em lại quay lại cái em nghĩ vui mà, kiểu vui mà. mình mặc dù không không cảm thấy như thế nữa, nhưng mà mình vẫn có thể lục những cái cảm xúc cũ ấy, để mình trải qua nó kiểu vài phút xong rồi lại lại quay lại bình thường. Ừ, em có khả năng làm điều đó, có nghĩa là em có khả năng mượn cảm xúc để viết. Em có bao giờ nghĩ là em có thể viết được dựa trên cảm xúc của người khác đưa cho em không? Có, nó sẽ có gồm cả cảm xúc của người đó và cảm xúc của em nữa. Tức là em sẽ đưa một cái phần nào đó của em vào trong cái câu chuyện đấy. Có một cái dự án mà vẫn chưa ra mắt, nhưng mà em cũng viết bài này khá là lâu rồi, là một bài hát cho phim tài liệu về trẻ tự kỷ ấy. Sau khi tìm hiểu rồi xem phim rồi đọc sách thì em nghĩ là cũng cũng viết được một bài hát, và đấy là vẻ đẹp của nghệ thuật, đấy là mình sẽ cố gắng hiểu người khác và người khác sẽ hiểu được mình qua nghệ thuật. Ừ. Khi mà nãy mình có nói về việc là lấy cảm hứng từ những mối tình để viết nên những bài hát, thì chúng ta nghĩ ngay đến một nữ nghệ sĩ rất là nổi tiếng với những bài hát kể về các mối tình cũ. Em có đoán là ai không? Taylor Swift. Yes, một bài hát này Swift, cũng yes, chính xác. Đây sẽ là một bài hát buồn, gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ mà chúng ta từng có. Đó là bài hát All Too Well của Taylor Swift. Mời mọi người và Mỹ Anh cùng lắng nghe. I'm a soldier who's returning half her weight and did the twin flame bruise paint you blue. Just between us did the love affair maim you too. Cause in this city's barren cold I still remember. Dạ, tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái phần chia sẻ của một bạn tên là Cẩm Tú trong mailbox số 3. Ok. Em và người yêu đang quen nhau được 2 năm rồi. Để kể về mối tình này thì thật sự em còn không tin được. Người yêu của em là một người mà 2 năm trước em đã đưa vào danh sách đen. Một người em cực kỳ ghét và không ưa, vì ban đầu em đã đưa ra gu cho bản thân mình. Còn anh này thì hoàn toàn trái ngược, lại còn có nhiều tính tình mà em không thích. Khi ảnh bắt đầu của em đã thẳng tay block mấy lần vì tính cực kỳ nhây, em rất khó chịu. Nhưng chả hiểu sao, ảnh lại tìm đến tất cả những mạng xã hội của em, rồi cả số điện thoại và nhắn tin hỏi thăm quan tâm. Và sau 3 tháng, em đã bị sa vào lưới tình ngu ngốc này. Kiếp của nào trời trao của đó, em thấy cũng khá đúng. Vì quen đến bây giờ, ảnh luôn chiều chuộng và quan tâm em từng chút một. Em cũng rất thương ảnh. Em chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người là có khi người đi cùng mình sau này là người mà hiện tại mình đang rất rất ghét như chuyện của em vậy. Em chúc mọi người sớm tìm được real love cho mình nha. Rồi, hồi nãy chúng ta có nói về cái list mà những nghệ sĩ mà Mỹ Anh hay nghe. Tôi xin định hỏi là có bao giờ bạn nghe lại nhạc của bố mẹ mình không? Có. Cái đợt mà em bắt đầu ra nhạc ấy, là em bắt đầu nghe rất là nhiều nhạc của bố mẹ em để học hỏi. Em thích bài nào nhất của bố mẹ em? Cho bài một ngày trong đĩa cũng cũng cùng tên luôn, một ngày acoustic à đâu, à không phải, ôi chết rồi, sorry bố mẹ con nói sai. Bài một ngày từ đĩa tóc ngắn acoustic. Em rất thích bài này tại vì mẹ em viết lời rất là hay ấy. Nó chỉ là đơn giản là về việc kể lại một ngày trọn vẹn của mẹ em thôi, là sáng dậy làm gì rồi đưa bọn em đi học rồi mọi kiểu thời gian nó trôi như thế nào ấy, thì em được nhìn một ngày của mẹ em qua con mắt của mẹ em. Vâng. Và em nghĩ là mỗi Nghe mỗi đúng. ngày của mỗi người nó đều là một khác nha. Hồi xưa anh thường hay tưởng tượng về
bố mẹ mình ngày trẻ của họ thông qua những câu chuyện mà họ kể. Còn em lại có một cái may mắn là em có thể nghe lại được những cái tác phẩm của bố mẹ em làm để có thể hồi tưởng lại cái tình yêu ngày xưa của bố mẹ. Tình yêu của họ ngày xưa như thế nào, em có thể miêu tả bằng một cái vài từ không? Em cũng chả biết nữa. Nhưng mà hồi đấy kiểu không có mạng xã hội rồi. Nó thật hơn ấy. Tại vì mọi người đều phải nói chuyện với nhau rồi gửi thư cho nhau rồi còn... Em cảm giác hồi xưa nó lãng mạn hơn bây giờ một tí. Em nghĩ cái tình yêu mà giữa bố mẹ em đã được bắt đầu qua nghệ thuật ấy, qua âm nhạc ấy, em nghĩ nó là một cái tình yêu rất là đặc biệt. Em cũng mong muốn được có một ngày nào đó. Nhiều người đánh giá tình yêu của giới trẻ hiện nay á, thiếu sự chín chắn rồi trưởng thành hay là quá vội vàng. Dustin thì không đánh giá, nhưng mà Mỹ Anh nghĩ sao? Em cũng xin phép không đánh giá. em nghĩ là kiểu mỗi người nhìn mọi thứ theo một cách riêng của họ ấy. Bây giờ em nghĩ là với mạng xã hội mọi thứ đều được thiết kế để cách mình nói chuyện rồi cách mình phản ứng với cả mọi thứ xung quanh nó nhanh hơn bình thường, thì em nghĩ là nó cũng có ảnh hưởng đến cách mình trò chuyện với người khác ấy. Nhưng em nghĩ nó không nhất thiết phải là một cái điều gì nó xấu. Người ta bảo là giới trẻ ngày nay yêu vội vàng quá đó, nhưng người ta lại quên nghĩ lại rằng tất cả những cái phương tiện mạng xã hội đang hỗ trợ cho chúng ta để kết nối, để gặp crush, để tìm người mình thích, là nó đẩy chúng ta vào một cái vận tốc nhanh một cách bắt buộc như vậy, ai cũng phải nhanh lẹ chứ không phải là chúng ta muốn quá vội vàng, đúng không? Không phải ai cũng muốn vội vàng. Nhưng mà cái bối cảnh tất cả mọi người đều tham gia mạng xã hội đều vội vã. Em không biết, mỗi người nghĩ một kiểu ấy, mà bản thân em thì em thích mọi thứ nó chậm hơn, hoặc là ít ra em cũng kiểu cố gắng làm nó chậm hơn và kiểu giao tiếp nhiều hơn ở ngoài đời thay vì mạng xã hội. Nghe có vẻ như là Mỹ Anh cũng đã có được cái hình mẫu về một cái mối quan hệ mà lý tưởng cho mình. Bạn có bao giờ gặp được cái người lý tưởng đó chưa? Gặp được real love chưa? Cũng có gặp love rồi ạ. Rất là vui vì đã có cơ hội được kiểu cùng lớn lên với nhau, cùng trưởng thành. Em rất là biết ơn vì đã có cái cơ hội đó. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại cái phiên bản cover của Mỹ Anh và Khắc Hưng bài Real Love. Tiếp theo, mình sẽ đến với chủ đề khác. Nhưng mà trước khi đến với chủ đề khác thì chúng ta sẽ cùng thử làm một cái trắc nghiệm nho nhỏ. Trắc nghiệm là một trong những cái trò chơi mà Dustin hay làm với bạn bè, với các khách mời. Bởi vì nó là một cách để hé lộ những cái suy nghĩ, những cái cá tính của người đối diện. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái bài Cocology Test này dành riêng cho Mỹ Anh nha. Hãy tưởng tượng nếu bạn là một siêu sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới với những đĩa nhạc best selling thì sẽ như thế nào nhỉ? Được sự ưu ái của các phương tiện truyền thông đại chúng và là thần tượng của hàng triệu người. Bạn là một nghệ sĩ mới, vừa mới hoàn tất việc thu âm cho đĩa CD đầu tay của mình. Bây giờ tất cả công việc còn lại của bạn cần làm là chọn cho cái đĩa CD này một cái bìa. Bạn quyết định sẽ thiết kế nhãn bìa đó như thế nào. Có 4 lựa chọn dành cho Mỹ Anh. 1. Một khung cảnh êm đềm, sử dụng hình vẽ hay hình chụp một phong cảnh hữu tình nổi tiếng nào đó. 2. Một nhãn bìa vui nhộn, bắt mắt kiểu như là phim hoạt hình hoặc là một hình ảnh vui tươi khác. 3. Một khuôn mẫu trừu tượng không có ý nghĩa gì cụ thể nhưng là thứ khiến cho người ta phải suy nghĩ. Nghệ thuật trừu tượng, đúng không? 4. Một tấm ảnh chụp chính bạn. Em nghĩ là sẽ là một trong hai lựa chọn cuối cùng. Em nghĩ là trừu tượng số 3. Em nghĩ là trừu tượng số 3 và chúng ta sẽ được biết cái kết quả coi là album đầu tay của Mỹ Anh là
cái bìa là gì? Ý tưởng tung ra CD của chính bạn liên hệ với cái nhu cầu được bộc lộ mình về mặt tâm lý. Cái nhãn đĩa CD của mình được trình bày theo hình thức nào? Nó biểu hiện cho những khía cạnh tính cách của bạn mà bạn muốn những người khác nhận biết. Một khuôn mẫu trừu tượng không có ý nghĩa gì cụ thể, nhưng nó là thứ khiến cho người ta phải suy nghĩ. Bạn rất thận trọng, lưu tâm tới việc bộc lộ khả năng sáng tạo và tài năng tự nhiên của mình với thế giới. Tài năng của bạn có thể vẫn hiện hữu đó, nhưng bạn cần nhớ rằng những người khác cũng có tài năng của họ vậy. Cách thực sự cho bạn bừng sáng là chấp nhận và cùng làm việc với những người khác. Chừng nào bạn còn chưa làm được như vậy, chừng đó bạn vẫn còn có nguy cơ bị gọi là kẻ xa lạ. Cá tính của bạn là quan trọng, nhưng đừng để nó khiến bạn trở thành một người lập dị. Chắc là do kiểu cách em kiểu tiếp thu nghệ thuật đấy, nhưng mà em hay thích phải nghĩ, kiểu em thích xem những cái bộ phim mà sẽ khiến em phải suy nghĩ rất là nhiều ấy, và phải ngồi phân tích, kiểu tự phân tích và tự hiểu ấy. Khi mà mình phải tự phân tích thì mình chính mình sẽ có một cái định nghĩa riêng của mình về cái tác phẩm nghệ thuật đấy. Thì em nghĩ là cái anh vừa đọc cũng đúng phần nào đó. Khi mà sống ở trong một xã hội mà không phải ai cũng có thể hiểu được bất kể những cái điều mà mình kể thông qua nghệ thuật ngay lần đầu tiên, không phải ai nghe bài hát đầu tiên cũng hiểu được em đang viết cái gì. Em có cảm thấy nhiều khi điều đó là một cái cản trở cho mình để đến gần với khán giả hơn, hay là để bắt tay với những người nghệ sĩ khác hơn không? Em nghĩ là có một phần nào đó, nhưng mà những người mà đã hiểu mình thì sẽ rất hiểu mình, kiểu thế. Em nghĩ thế. Vì họ đã dành thời gian để hiểu nghệ thuật của mình và để trò chuyện với mình. Có những người đã kiểu đến để nói chuyện với em luôn về kiểu ý nghĩa của bài hát này, bài hát A, bài hát B, C gì đó, thì em cũng ngồi nói chuyện với cả họ ấy. Thì em nghĩ là những người mà dành thời gian ra để hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật mà họ chưa rõ lắm ấy, thì sau cái trải nghiệm đấy thì họ sẽ gắn bó với mình hơn. Em cảm giác vậy. Anh cũng hiểu là đó là một phần của một cái cá tính gọi là hướng nội, có thể là như thế. Anh cũng có những lúc anh cái phần trăm hướng nội của anh nó cao hơn là phần trăm hướng ngoại, nhưng nó có thể được thay đổi. Oh wow. Vâng. Dựa vào đúng ạ. Dựa vào bối cảnh và những người xung quanh mình nữa. Anh hiểu, tại vì khi mà làm một người nghệ sĩ sẽ có những lúc mình phải đối thoại với bản thân mình nhiều hơn là đi là mình giao tiếp với xã hội để mình hiểu được bản thân mình là ai. Em đánh giá là trong con người em phần trăm hướng nội và hướng ngoại là bao nhiêu? Thực ra câu này cũng khó, tại vì nó rất là tùy vào cái thời điểm và cái bối cảnh ấy. Như anh Dustin cũng có nói, em nghĩ là sẽ có những người mà mình trò chuyện cùng và ngay lập tức là mình sẽ kiểu cái năng lượng này cũng cùng tần số phết đấy, thì nó sẽ dễ hơn. Và như kiểu bây giờ ấy, em thì khá là thoải mái, là em cũng nói rất là nhiều. Chứ thường nếu mà em không thoải mái thì em hay rất là ngại, em nói cũng ít hơn. Khi đi thi The Heroes thì anh cũng chỉ đọc qua những bài báo thôi, nhưng mà anh muốn hỏi thử là phần trăm hướng nội trong những cái bối cảnh như thế, ở trong một cái studio trường quay rất đông người, thì cái phần trăm hướng nội của em lúc đó bao nhiêu? Chắc là 95%. Nhất là vòng đầu tiên của The Heroes, là chắc là nếu mà mọi người có tour lại, mọi người xem, thì em đứng đấy lúc mà mọi người đang các master đang đánh giá màn trình diễn của em đứng yên kiểu như một khúc gỗ luôn. Thế còn ở nhà với gia đình với bố mẹ, phần trăm hướng nội của em là bao nhiêu? Em nghĩ là 50-50. Cân bằng. Tại vì em nghĩ là với những cái với gia đình mình ấy, thì mình sẽ là chính mình nhất ấy, thì mình sẽ nhiều lúc mình sẽ có những cái nhu cầu để ở một mình nhiều, thế là em cũng cố cân bằng giữa những cái để dành thời gian cho bản thân và để dành thời gian cho gia đình. Và ở nhà là cái nơi mà an toàn nhất để mình cảm thấy thoải mái về cái sự cân bằng đấy ấy. Mẹ khi có bao giờ mẹ biết em khi mà ở ngoài khi đi quay, em nói là em tới 95% hướng nội,
Có bao giờ gia đình em lo lắng về cái điều đó không? Mẹ em cũng kiểu dặn dò các thứ, nhưng mà mẹ em cũng để em tự tự trải, tự tự xoay. Vâng, em nghĩ là nó đều là những cái kỹ năng mà mình có thể học và tiến bộ hơn được đấy. Nếu mà so những cái vòng gần nhất, The Heroes với vòng đầu tiên của em, thì em nghĩ là em vớt vớt ngại nhiều. Thế anh Dustin là phần trăm hướng nội hướng ngoại của anh là gì? Dustin trước đây là một người vô cùng hướng ngoại, 95% hướng ngoại. Sau 30 tuổi thì anh thấy cái phần trăm hướng nội nó lại bắt đầu nhỉnh 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 nhỉnh, có thể là cỡ hướng nội cỡ chừng 60%, 70%. Em có nghĩ là cái sự hướng nội này nó là một một phần của việc là một nghệ sĩ, là một phần của một cái việc là một nhạc sĩ, một người sáng tác, hay là chỉ là đơn thuần là tính cách của cá nhân em thôi? Em nghĩ là tính cách của cá nhân mỗi người thôi. Kiểu em biết rất là nhiều nghệ sĩ mà rất là phần trăm hướng ngoại của họ rất là cao. Lúc đầu thì em cũng sợ là kiểu cũng băn khoăn là không biết liệu cái ngành này nó có hợp với em không, tại vì em vốn dĩ là một người cũng rất là hay ngại đám đông ấy. Đúng là sau cái chuyến đi Mỹ lần này ấy, và sau khi được diễn ở Head in the Clouds, thì em nghĩ là nó phụ thuộc rất là nhiều về cái năng lượng của người đứng trên sân khấu và những người dưới ấy. Và em rất là vui vì hôm đấy cái năng lượng nó khá là hợp nhau, nên là hôm đấy em thậm chí còn không run bằng bằng việc đi hát những cái show bé hơn rất là nhiều, thì em còn run hơn cả hôm diễn Head in the Clouds cơ. Nên là em nghĩ là nó cũng phụ thuộc nhiều vào cái năng lượng của người nghệ sĩ và Của khán giả những người xung quanh. Hôm Head in the Clouds là bao nhiêu khán giả em nhỉ? Em cũng không biết, nhưng mà tất nhiên là nó là cái sân khấu thứ hai của festival, nên là nó bé hơn cái sân khấu của các nghệ sĩ như Nicki hay là CL các thứ rất là nhiều. Và hôm đấy em cũng kiểu mở màn cho ngày thứ hai ấy, nên là cũng không không đông bằng bằng các nghệ sĩ khác, nhưng mà đối với em thì rất là đông. Đối với em thì rất Em là đông. hiểu. Việc dẫn chương Vâng. trình của anh cũng vậy á, anh đứng trước một cái sân khấu mà anh nhìn vào chỉ thấy một đám đông. Nó rất À là đúng rồi, đúng thoải rồi. mái. Còn hơn là mình Vâng. đứng trong một cái phòng trà nhỏ mà mình nhìn thấy cả cái hàng người trước mặt và Ngay họ đang ngay nhìn trước mặt, chăm vâng chăm vào đúng mình rồi. và mình run. Nhưng mà hôm đấy em kiểu em thấy rất là vui ấy, tại vì lúc đầu em cũng nghĩ là chắc là cái hàng đầu tiên sẽ nhìn mình và mình sẽ run mất, nhưng mà hôm đấy em đứng ở trên sân khấu và em nhìn mặt từng người một và họ cười tươi rồi họ họ kiểu nghĩ anh nghĩ anh. Nên là Nghe thương cái nhỉ. vâng dễ thương lắm, nên là cái năng lượng này nó cũng giúp em thoải mái hơn rất là nhiều. Nói về việc đứng trên sân khấu có cái nỗi sợ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn đồng cảm, và trong đó có một bạn tên là Trà My cũng gửi về mailbox một cái chia sẻ của bạn ấy ngay sau đây về việc đứng trên sân khấu. Mỹ Anh và khán thính giả cùng lắng nghe nha. Em rất là thích hát cũng như là thích được biểu diễn trên sân khấu, và em cũng từng có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu và biểu diễn rồi. Nhưng mà không hiểu sao là khi mà em bước trên sân khấu thì em lại rất là run, và giọng em nó không có còn được như lúc bình thường nữa. Và cái điều đó nó làm cho bài hát của em nó trở nên rất là tệ. Bây giờ thì em phải làm sao để có thể là mình bình tĩnh hơn khi mà mình đứng trên sân khấu ? Em rất là mong chị My Anh sẽ trả lời giúp em nha. Không, chị trả lời. Em cũng có cái vấn đề này, là sợ là lúc run ấy là nó sẽ ảnh hưởng thẳng đến cái giọng hát, và em cũng bị nhiều lần là lên hát xong kiểu kiểu nếu mà mình đánh đàn thì ít ra kiểu tay mình rung nhưng mà mình vẫn kiểm soát được đấy, nhưng mà cái giọng thì nó lại ảnh hưởng thẳng đến kiểu tim mình đập nhanh, thì nó ảnh hưởng thẳng đến đến giọng hát của mình luôn. Thì có thể chị có thể tập giống em trước khi lên Head in the Clouds, là vừa chống đẩy vừa hát để mình tập kiểm soát được giọng mình ngay cả lúc mà tim mình đang đập rất là nhanh và mình đang kiểu thở dốc ấy. Và bây giờ mới biết là trước khi hát có thể chống đẩy, vừa vừa chống đẩy vừa hát để tập.
đây ra lắm. là nó cũng là một cái nó cũng kiểu làm quá lên ấy, mà em kiểu thà làm quá lên để lúc lên đấy thì mình hơi run thì mình vẫn kiểm soát được. chứ chứ lên lên sân khấu thì nó không đến mức kiểu mệt như là chống đẩy đâu. Cách này có phải là cách mà mẹ Mỹ Linh dạy em không? Hay là em học từ đâu? Không ạ, thực ra cái này em mới thử ấy, em cũng suy nghĩ rất là nhiều về về cái việc mà em hay bị run giọng ấy khi mà em sợ. Thì à, tự nhiên một hôm em đang ở trên Instagram, đây đây cũng là một lý do vì sao mạng xã hội rất là hữu ích, tại vì em đang theo dõi story của một chị ca sĩ tên là Joyce Rice, và chị vừa hát vừa ấy Jumping Jacks, và em kiểu ôi đấy là lần đầu tiên mà em nhìn thấy mọi người một người vừa tập hát và vừa tập thể lực ấy, và nó rất là hợp lý ấy, tại vì mình hát là nó rất là liên quan đến thể lực của mình tốt hay không, nên là em kiểu tự áp dụng những cái lần mà tập thể lực vừa hát vừa tập. Có rất nhiều bạn ca cũng đam mê về âm nhạc và họ cũng sống hướng nội, thì bạn có những cái chia sẻ gì cho những bạn giống như mình như vậy đang chuẩn bị muốn bước vào con đường âm nhạc nghệ thuật? Em nghĩ là thực ra em ở trên sân khấu ấy, hoặc là trước một đám đông em khá là awkward đấy. Và hồi trước ấy, em suy nghĩ rất là nhiều là làm thế nào để mình thay đổi được cái sự awkward đấy để mình làm nó biến mất đi, nhưng mà bây giờ em nghĩ là mình cố phát triển cái sự awkward đấy thì có thể nó sẽ thành một Why cái nó sẽ thành một cái điều rất là hay, not? và nó sẽ có lẽ nó sẽ đặc biệt hơn là mình cố trở thành một cái phiên bản nào đấy với nó, một cái phiên bản mà nó không thật đối với mình ấy. Đúng. Anh đồng ý. Em và Anh chờ đợi cái nét awkward, cái nét kỳ wow. cục của Mỹ Anh. I don't know, đó là một cái điều rất là hay, tại vì nó là cái cá tính riêng của nghệ sĩ mà. Chẳng hạn như hồi nãy mình có nói là bất cứ khi nào Mỹ Anh nếu được yêu cầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái bài hát cũng có một cái tên nó phù hợp với những cái mình đang nói, đó là Permission to Dance của nhóm BTS ngay bây giờ, và sau đó sẽ trở lại cùng với lại Mailbox tiếp theo và Mỹ Anh nhé. Mời mọi người cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mailbox thứ năm đến từ bạn Bích Đoan để cùng lắng nghe chia sẻ của bạn dành cho Mỹ Anh. Em đã biết tới chị Mỹ Anh từ khi chị hát Isn't She Lovely tại TED and Talks, dần tới Got You, Pillars, cho đến khi Yên lên sóng tại The Heroes. Em đã phải há hốc mồm rằng, wow, không ngờ là mình sẽ được nghe một thể loại nhạc như này ở âm nhạc Việt Nam. Em đã vô cùng phấn khích và feel theo từng nốt nhạc của ca khúc. Và em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về chị Mỹ Anh. Em lục tung hết tất cả các ca khúc của chị. Em khám phá nhiều hơn về những dòng nhạc mà chị theo đuổi. Em còn trau dồi tiếng Anh để nắm bắt những dòng caption, những story bằng tiếng Anh của chị nữa. Kiểu như coi vlog của chị Mỹ Anh, mấy khúc chị nói tiếng Anh mà em nghe xuôi từng chữ là em thấy thích lắm. Từ ca khúc Yên, em gặp ai em cũng réo là nghe nhạc của chị Mỹ Anh đi. Thích nhạc Việt thì có bài Yên luôn nè, nghe đi. Em đi PR dữ lắm. Bạn bè em tưởng em được thuê để shipping luôn á chị. Mà với em, chị Mỹ Anh tuy xa nhưng lại gần, vì em kém chị có 1 tuổi thôi à. Nên chị đã trở thành influencer trong lòng em vậy đó. Ngay trong giai đoạn chán trường vì áp lực tại môi trường mới là đại học, thì âm nhạc của chị Mỹ Anh đã chữa lành tâm hồn em rất nhiều. Đặc biệt là ca khúc Yên, văn vẽ em nũng củng quá vì em học tự nhiên, nhưng tấm lòng em với chị là sự gần gũi, sự quý mến, trân trọng, là một người chị gái truyền động lực cho em rất nhiều. Thương chúc chị Mỹ Anh nhiều sức khỏe và gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường âm nhạc của mình chị nhé.
Đó là Bích Đoan. Cô te quá. Thực ra từ lúc em ra nhạc ấy thì em cũng có rất là nhiều bạn kém tuổi em nhắn tin cho em rồi kiểu rất là cute, kiểu ủng hộ nhạc của em, rồi có những cái thắc mắc gì cũng hay hay hỏi em ấy. Và đấy cũng là những cái lần đầu tiên mà được trải nghiệm là như kiểu chị gái ấy, tại vì em là con út trong gia đình em nên là chưa bao giờ có cái cảm giác kiểu. Rất là cảm ơn em Bích Đoan đã gửi lời nhắn nhủ rất là cute. Chị rất là xúc động. Mình đem đến một cái làn gió mới, một cái thể loại âm nhạc mà tất nhiên nó phải khác với những gì mọi người đã từng nghe. Vậy có bao giờ bạn cảm thấy là mình nên thử một lần làm một cái thể loại âm nhạc nào đó mà gần gũi với mọi người hơn? Em rất là muốn thử những cái dòng nhạc mới mà em chưa từng thử, và em nghĩ là sau The Heroes là em cũng đã có cơ hội để thử nghiệm rất là nhiều với các dòng nhạc. Ví dụ như thực ra ví dụ như bài Real Love, em nghĩ là nó cũng là một bài mà hợp với số đông. Em nghĩ thế, mặc dù nó kiểu R&B nhưng mà em nghĩ là nó cũng rất là dễ nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe một bài hát, một cái đĩa đơn thứ hai trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Anh. Bài hát mang tên Pillars. Là bài hát Pillars được sáng tác bởi Mỹ Anh, bài hát đánh dấu một cái hình ảnh một Mỹ Anh trưởng thành hơn trong âm nhạc. Và Dustin cũng xin được đọc một cái lời chia sẻ, một câu hỏi của bạn tên là Jean ở trong mailbox của mình nhé. Hey Mỹ anh rất thích cái bài hát của em. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến những sản phẩm như là Yên xuất hiện tại thị trường âm nhạc Việt. Anh thắc mắc là không biết những nghệ sĩ mà Mỹ Anh chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những ai, khi mà các sản phẩm của em nghe rất là Anderson .Paak, Inspired, LOL, maybe Prince, D'Angelo. Looking forward to the podcast. Yeah, anh nói chuẩn luôn. Em nghe Anderson .Paak rất là nhiều và cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thực ra Anderson .Paak cũng chỉ là một trong những rất là nhiều, một danh sách rất là dài. Em nghe rất là nhiều nghệ sĩ và nó cũng tùy vào thời điểm khác nhau ấy. Giả dụ như hồi em làm bài God như là em nghe Jenny Aiko rất là nhiều. Và em nghĩ là mọi người cũng kiểu nghe được cái màu sắc của Jenny hoặc là Summer Walker rất là nhiều. Nói chung là nó rất là nhiều màu sắc, rồi nhiều nhạc khác nhau, xong nó gộp lại thành một để nó tạo ra thành cái nguồn cảm hứng cho bài Yên ấy. Vâng. So bài Yên melody tới trước hay là lyrics tới trước? Thường thì em hay phối trước khi viết lời. Thì hình như nó hơi ngược tí, nhưng mà em hay làm beat trước khi em sáng tác lời. Tức là cái beat đó, cái melody đó nó tạo cho nên một cái cảm giác yên, rồi em mới viết được bài cái lyrics đúng không? Nó không phải do cái beat lắm, và cái lúc đấy thì em cảm thấy hơi rối ấy. Và em muốn sáng tác một bài gì đấy để có thể kiểu bám lấy được ấy, để vượt qua cái sự dối đấy. Thực ra bài này em, khi em viết lời ấy là em tả bối cảnh rất là nhiều ấy, nhưng mà thực ra là nó chỉ là để phản chiếu lại cái sự an yên ở bên trong hơn. Tại vì mình hoàn toàn có thể cảm thấy an yên nhưng mà xung quanh mọi thứ rất là kiểu náo loạn ấy. Em nghĩ thế. Với những cái thói quen của tụi em ấy, là mọi thứ nó rất là nhanh và lúc nào cũng đang tiếp thu rất là nhiều thông tin trong bất cứ khung giờ nào trong ngày ấy. Mình mở điện thoại ra là kiểu một đống
thông tin nó đập vào mắt ấy, thì nó sẽ dần dần mình sẽ có cái nhu cầu là lúc nào mình cũng cần những cái thông tin đấy, mình lúc nào mình cũng phải nạp những cái thông tin đấy, lúc nào mình cũng phải ở xung quanh người này người kia thì mình mới cảm thấy ok với bản thân ấy. Nhưng mà sau sau một khoảng thời gian, nhất là đợt giãn cách ấy, em sáng tác bài này đợt giãn cách, mình phải ở một mình rất là nhiều và mình không được gặp gỡ bạn bè, rồi không được ra ngoài và không không được ra kiểu phố ấy, và thường ở ngoài phố là rất là nhiều thông tin người này người kia, rồi cảnh này cảnh kia các thứ, thì tự nhiên buộc một phát mình phải ở nhà và mọi thứ nó tĩnh lặng quá ấy, thì em không biết là anh có hay cảm thấy như này không, nhưng mà khi mà mọi thứ nó tĩnh lặng quá em cảm thấy không không yên tâm ấy, và lúc nào mình cũng phải bật cái gì đấy, mình phải nghe cái gì đấy thì mình mới cảm thấy ổn ấy. Thì em nghĩ là bài này là về cái việc mình tập ok về cái việc mà mình về cái sự tĩnh lặng của mọi thứ ấy. Và mình không cần phải ở bên cạnh ai cả, mình không cần phải bật bật nhạc, mình không cần phải xem phim, mình không cần làm bất cứ gì, mình chỉ ngồi. Cái đó là một cái dạng gọi là một cái kỹ năng thiền tại chỗ, có thể gọi là như vậy. Và nó cũng dẫn đến câu hỏi tiếp theo của bạn Thuận Nguyễn, hay còn có nickname là Tony. Mỹ Anh quan tâm tới thiền sư Thích Nhất Hạnh và cuốn sách yêu thích của chị là Tĩnh Lặng, thì không biết những triết lý Mỹ Anh biết được từ thầy và cuốn sách ấy có ảnh hưởng tới cảm hứng sáng tác của Mỹ Anh không? Trong những cái chương đầu tiên của cuốn sách Tĩnh Lặng ấy, thì thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói là trong đầu mình có một cái gọi là non-stop thinking cái gì đó, em quên mất rồi. Trong suy nghĩ, Đúng trong rồi, suy đúng rồi. Tức là nó luôn luôn hoạt động và nó nhảy từ cái này sang cái kia. Cho nên là mình không kiểu ở yên đây trong cái giây phút hiện tại được đấy, và dần dần thì nó sẽ mòn dần và nó sẽ khiến mình rất là mệt đấy. Nên là em nghĩ là bài yên cũng là về cái bài tập mà để be to be thôi, là mình không suy nghĩ về cái gì cả và mình không nạp thêm những cái thông tin gì mới cả trong cái giây phút ngồi yên đấy. Thật là khó để mà một 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 bạn trẻ 19 tuổi như Mỹ Anh đang bước vào những cái năm đầu tiên sự nghiệp của mình, và một cái công việc cũng 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 đòi hỏi bạn phải phải đứng giữa những cái rất là nhiều những cái sự xáo trộn, rất nhiều người, rất nhiều ý kiến, rất nhiều áp lực. Bạn có bao giờ cảm thấy là tự nhiên mình mới 19 mà mọi người đem đến quá nhiều áp lực về thành công cho mình phải được như thế này, quản lý của mình nói là mình phải làm cái kia, bố mẹ nói là con phải viết ra như thế nọ, có bao giờ bạn bị cảm thấy áp lực không? Em nghĩ là cái này thực ra nó cũng không liên quan đến đến cụ thể những gì em đang theo đuổi. Em nghĩ là tất cả mọi người đều trải qua những cái cảm xúc như thế, nhất là khi mà mình còn trẻ, mình có rất là nhiều những cái kỳ vọng, rồi mục tiêu, rồi những cái kỳ vọng của người khác đặt lên bản thân mình ấy. Thì em nghĩ là rất là nhiều những người bạn của em cũng cảm thấy như vậy, kiểu khá là áp lực về về tương lai, và em nghĩ là ai cũng cảm thấy rất là sợ và lo lắng về về tương lai, vì vì nó quá là kiểu rộng lớn ấy, và nó có quá là nhiều những cái lựa chọn rồi những cái tình huống khác nhau. Thì em nghĩ là có, em có cảm thấy áp lực, nhưng mà em nghĩ là nó là một cái cảm xúc rất là tự nhiên thôi. Tức là em muốn ý thức về cái sự áp lực đấy để không áp lực nữa, kiểu 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 như vậy. Tại vì nếu mà mình áp lực quá thì mình cũng sẽ không làm được việc bằng mình thoải mái hơn. Em thấy mọi người dùng từ FOMO khá là nhiều. Tức là khi mà em làm cái gì đấy nó rất là căng, xong tự nhiên mình kiểu nghỉ ngơi ấy, thì
mình lại kiểu ôi vì sao mình lại ngồi yên không làm gì, thì lúc đấy sẽ cảm thấy khá là hoảng ấy. Tại vì em nghĩ là với mạng xã hội với các thứ, mọi người luôn luôn tiêm vào đầu nhau là lúc nào mình cũng phải làm việc làm việc làm việc làm việc và không 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 được có thời gian để nghỉ ấy. Thì nhiều lúc em cảm thấy như thế. Nhưng mà em đang tập ý thức hơn về những cái cảm xúc đấy và nhìn nó theo một cái lẽ đương nhiên hơn để kiểm soát được nó. Nhưng mà em vẫn chưa làm được ấy, tại vì em quen lên mạng xã hội nhiều quá. Xong cứ xóa Insta xong rồi vài tiếng sau lại kiểu thấy tay kiểu bắt đầu giật 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 rồi. Em phải lại download lại. Trời đất ơi. Nhất là vì nó kiểu thành, anh thử hỏi với bạn mà bằng kiểu chẳng tuổi em kiểu khó mà kiểu bọn em quen quá rồi. Nhưng mà phải lập kế hoạch cho nó, chứ nếu mà mình chỉ nói không và không bao giờ nó xảy ra đâu. Đúng rồi ạ, đúng rồi. Và em đang cố kiểu nghĩ ra một cái, lập ra một cái kế hoạch ấy, là khung giờ này là được lên mạng xã hội, còn lại là phải kỷ luật. Kỷ luật đó sẽ là chuyện trong tương lai. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn có một cái nhỏ nhỏ là một cái mailbox bạn Hoàng Minh nữa muốn chia sẻ với Mỹ Anh trước khi chúng ta kết thúc. Mời Mỹ Anh và mọi người cùng lắng nghe nhé. Mình chỉ muốn cảm ơn Mỹ Anh rất nhiều vì đã đem yên đến. Mình thực sự rất thích ca khúc này. Mình đã replay ca khúc này liên tục. Bản thân mình xưa giờ lúc nào cũng sống theo cảm xúc của người khác mà chưa nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Có lẽ do mình luôn sợ bị mọi người xung quanh bỏ rơi, mặc kệ cho họ không quan tâm đến cảm xúc của mình. Giờ thì mình đã biết trân trọng bản thân mình hơn và mong rằng sau này sẽ có người cũng trân trọng cảm xúc của mình như vậy. Mình thật sự cảm ơn bài hát của Mỹ Anh rất nhiều. Nhiều cảm hứng viết nhạc mới quá. That's Yeah. Yeah. Em nghĩ có một điều rất là tuyệt vời là khi mà mình làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật đấy, hoặc là mình làm một cái, bất cứ một cái dự án gì của riêng mình ấy, là để giúp mình trải qua hoặc là kiểu vượt qua một cái gì đó ấy. Xong rồi khi mà nó lại giúp được người khác ấy, em nghĩ đấy là một cái nó tuyệt vời quá. Hay không, hay không. Tớ xin hy vọng là câu chuyện âm nhạc của Eleven Station, cụ thể là với câu chuyện đầu tiên của Mỹ Anh, nó cũng là một cái nguồn cảm hứng cho chính Dustin để làm những cái dự án khác của bản thân. Rất là cảm ơn bạn vì vì đã dành thời gian để cùng trò chuyện với lại Dustin và các khán thính giả của Eleven Station. Thực sự sau khi trò chuyện xong thì mình hiểu nhiều về Mỹ Anh hơn. Mỹ Anh có hiểu thêm về Dustin Có có chứ ạ. Năng lượng của em với anh cũng khá là hợp. Nói chuyện hiểu rất là dễ. Em cảm ơn anh Dustin đã dành thời gian để trò chuyện với em. Em cũng được truyền rất là nhiều cảm hứng. Mỹ Anh ơi, chúng ta chẳng mấy chốc mà đã đi qua hơn một tiếng đồng hồ tại Eleven Station tập đầu tiên rồi. Bạn có muốn gửi lời gì cho khán giả trước khi đến với cái ca khúc cuối cùng bạn sẽ gửi đến cho mọi người hôm nay là bài Yên không nào? Trước tiên thì anh muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi podcast của mình và anh Dustin tại Eleven Station. Mình cảm thấy rất là vui vì đã được chia sẻ rất là nhiều thứ, về rất là nhiều thứ. Anh chúc mọi người rất là nhiều sức khỏe. Nhị anh cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã gửi mailbox hôm nay. Thì anh mong rằng sẽ gặp mọi người vào thời gian gần nhất để hát cho mọi người nghe. Em mong mọi người sẽ thích bài Yên. Và bây giờ xin được cảm ơn Mỹ Anh và chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mới nhất của Mỹ Anh mang tên là In. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Đừng nhận giữa đêm và...